Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc lên án vụ phóng hỏa tiễn của Bắc Hàn, tin từ Liên Hiệp Quốc. Hôm qua, Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc đã họp khẩn cấp về vụ phóng hỏa tiễn tầm xa mang theo vệ tinh của Bắc Hàn, hành động mà vị Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon đã chỉ trích là khiêu khích và vi phạm các nghị quyết cấm Bình Nhưỡng phát triển phi đạn. Ông Ban Ki-moon cũng đã bày tỏ sự quan ngại rằng hành động này có thể tác động tiêu cực tới triển vọng hòa bình và an ninh trong khu vực. Sau cuộc họp kín, Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc đã ra tuyên bố lên án vụ phóng hỏa tiễn của Bắc Hàn. Tuyên bố cũng nhấn mạnh rằng Hội đồng Bảo an sẽ tiếp tục các cuộc tham vấn về phản ứng đối với hành động của Bắc Hàn và nhất định sẽ có hành động nếu Bắc Hàn tiếp tục tiến hành các vụ phóng mới. Theo các nguồn tin ngoại giao Tây Phương, Hoa Kỳ, các nước châu Âu, Nhật Bản và Nam Hàn muốn Hội đồng Bảo an lần này thông qua một nghị quyết mới lên án Bắc Hàn và mở rộng các biện pháp chế tài đối với Bình Nhưỡng. Tuy nhiên, việc thông qua một quyết định như vậy phụ thuộc rất nhiều vào hai nước ủy viên thường trực có quyền phủ quyết là Trung Cộng và Nga.